Dạ vâng, em xin được chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã trở lại với kênh của Chư Du Audio Bắc Giang. Buổi sáng ngày hôm nay thì hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2024. Thì bên em lại cập bến được một lô mic bãi các bác nhá. Thương hiệu là B Sao. Lô này thì em về được có xem là 2 4 6 8 10 12 14 bộ thôi. Tổng nó 17 bộ thì em đã bán cho anh em thợ được 3 bộ rồi. Đấy, bây giờ còn 14 bộ. Đấy. Thì các bác đang nhìn thấy rồi, nó là lưỡng lô mic tay đuôi chuột 790. Dòng vỉ tím các bác nhé. Dòng vỉ tím mang thương hiệu là B Sao. Dòng này thì nó là toàn bộ là đết 2020 các bác nhé. Dòng này sử dụng đến 10 hộp sóng, mỗi hộp bên là có tới 5 hộp sóng rồi các bác nhé. Đấy, linh kiện thì toàn bộ là tụ nhôm. Các bác nhìn thì linh kiện nó cũng rất là đơn giản thôi, cũng không có nhiều linh kiện như những dòng Bayer. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì nó là những dòng đời cao, sử dụng toàn bộ những con chip xử lý cao cấp rồi các bác nhé. Đấy, và nó sử dụng đến 10 hộp sóng một bên. Con này thì anh em làm kẹo kéo, chơi gia đình, sự kiện nhỏ đều rất là ok các bác nhé. Sản xuất vào ngày tháng 1 năm mùng 1 tháng 7 năm 2020. Đấy, mùng 1 tháng 7 năm 2020 và nó dập chìm ở trên cái này người ta khắc bằng laser thôi nhá các bác nhá. Đấy. Rất là chi tiết đây, miên mạch của nó đây các bác này. Đấy. Bảo hành đến đây là ngày xuất xưởng hay là ngày gì đây, nó ghi là tháng 25 2021 đây này các bác nhá. Người ta chấm bằng cái chấm mực tàu này. Đấy. Con này thì có một cái mặt nhôm nguyên khối giống như dòng BF G11 của em còn mấy bộ này. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Mặt mũi thì gần như không có vết xước bởi vì nó là đời rất là cao các bạn. Có 3 bộ, nó là AF Audio này, 1 này, 2 này, 3 này, 3 bộ AF Audio, nhưng tuy nhiên thì máy và main vỉ các thứ và đầy đầu lẫn lộn nhau hết ở đây rồi. Hàng này nó là hàng tháo phòng ở bên kia về, em tháo được 17 bộ. 17 bộ thì là em đã bán mất 3 bộ rồi, còn 14 bộ ở đây nữa thôi. Tất cả là em bao đẹp, bao zin tuyệt đối cho anh em nhé. Đây, các bác có thể nhìn này, tất cả những cái chuôi cao su các thứ của nó này. Con này thì nó có cả chuôi cao su các thứ ở đây. Chống sốc, rất là hay luôn. Tuy nhiên thì sau khi mà bên em gửi hàng cho các bác ấy, thì bên em sẽ tặng đầy đủ cả chống lăn chống sốc như thế này các bác nhé. Đấy, cả một combo như thế này, cả chống lăn chống sốc như thế này nữa. Đấy, bản thân nó thì nó đã có một cái cao su chống sốc ở dưới đít như thế này rồi. Tuy nhiên là bên em gửi hàng vẫn gửi thêm cho các bác một cái chống sốc ở bên dưới này để nhìn cho nó đẹp nữa. Đó, nhìn cho nó đẹp. Con này thì củ toàn bộ nó là củ rất là củ K8 của Bayer các bác nhá. Sử dụng nói chung là củ K8 của Bayer. Rất là đẹp luôn. Con này thì tiếng cực kỳ là hay luôn, không khác gì Bayer 790 một tí nào luôn. Mà các bác mua giá được cực kỳ là rẻ luôn, mà lại đết rất là cao các bạn, tự ngắt gia tốc đầy đủ anh em nhé. Này, con này có tự ngắt gia tốc đầy đủ nhá, có gia tốc đầy đủ đây anh em nhé, gia tốc rơi đầy đủ và có tự ngắt. Đấy, tất cả tính năng như của Bayer 790 luôn. Đấy, con này thì nó chỉ là main vỉ nó là hãng khác các bác nhá, không phải của Bayer. Tuy nhiên là nó vẫn là sử dụng main vỉ đời cao, semi vỉ đời cao, và đặc biệt các bác nhìn toàn bộ của nó là mỗi bên là có tới 5 hộp sóng ở một bên. Đó, tổng là 10 hộp sóng các bác nhé. Và sử dụng toàn bộ là linh kiện là tụ nhôm, máy móc thì nói chung là vỉ còn như mới, đến 2020. Đấy, và ngày hôm nay thì các bác biết rồi, em chỉ có hơn chục bộ thôi, em sẽ xả cho các bác giá rẻ như là những bộ mic chợ của các bác đang mua hàng nhái ở trên Việt Nam mình, ở hàng Việt Nam mình đang đặt luôn. Tất cả nó đang nguyên seal này các bác này, bóc ra bóng như mới luôn. Đấy, hàng này thì một số đơn vị người ta bán toàn trên 2 triệu thôi anh em nhé. Và con này thì nó có cái đèn led này kìa, đèn led ở nguồn này. Đấy, cả hai cái phím volume ở hai bên này và ba phím set, tất cả mọi chức năng giống như của Bayer 790 các bác nhá. Anh em sử dụng giống như Bayer 790, không khác một chút nào các bác nhá. Sử dụng từ tay mic cho đến đầu thu là sử dụng y như 790 luôn. Đấy, set thì các bác ấn nút set đây này. Đấy, các bác nhìn cái nút set này. Các bác set nó cũng chạy set ở ngoại này. Đấy các bác nhá. Ở đây thì đây là con này này em đang có này. Con này là vạch sóng của nó này. Các bác nhìn là vạch sóng này. Đấy, vạch sóng bên trên. Đấy, và vạch tiếng của nó bên dưới. Đây là em đang. Các bác xét này, các bác phải dí cái màn hình tay mic vào cái chữ IR này các bác nhá. Đấy, vào chữ IR này này. Hoặc nếu các bác xét bên kênh A thì phải có chữ IRA này. Đây nó ghi rõ hẳn chữ IRA này, IRB này. Đấy, khi bây giờ như thế này thì nó nhận rồi này. Các bác nhìn thấy không? Đây em để mic như thế này mà nó vẫn bắt mic này các bác này. Rất rõ, rất trong, rất đủ giải luôn các bác nhá. Và các bác nhìn thấy cái vạch nháy của nó này, nó rất là căng các bác nhá. Sóng rất là khỏe luôn. Tiếng cực kỳ này, độ nhạy rất là cao luôn. Hát còn thích hơn Bayer luôn các bác nhá. Hát còn cảm giác thích hơn Bayer luôn. Em khẳng định các bác, anh em đã chơi những dòng này tiếng rất là hay luôn. Đấy. Cái dòng này là dòng anh em thu phòng hát ở bên kia về, cho nên là các bác chơi cực kỳ an tâm, các bác chơi gia đình thì quá tuyệt vời luôn. Đấy các bác nhìn này, cả một lô nó đều đẹp 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 như là chia luôn. Các bạn, chỉ có 3 bộ này là AF, còn lại tất cả là B Sao hết thì nó đều như nhau tất cả thôi. Anh em nó không quan trọng cái tên.
cái tên thì không quan trọng, nó cũng như dòng bay vậy, các bác đừng quan trọng cái tên, quan trọng là máy móc của nó đúng là chuẩn được rồi. Đấy, con này cũng đầu 6 các bác nhá, đời thì đời 20 thì nó đầu 6 hết rồi. Và tự ngắt gia tốc của nó đầy đủ như là bay nhá các bác nhá. Con này thì nó cũng có báo pin ở trên tay mic này, và có hiển thị mặt trăng tia sét khi mà tự ngắt này các bác nhỉ. Nó giống như là Bayo 790 hết các bác nhá. Đó, giống như Bayo 790 hết, nó chỉ là một cái hãng khác thôi, người ta sản xuất khác thôi. Đó, tuy nhiên về chất âm và sóng sánh thì các bác an tâm, em sẽ test thử cho bác nghe thử cái tiếng mic của con này luôn này các bác này. Mặt hay bữa năm 6789. Anh em nghe tiếng mic ngọt không? Mặt hay 3456789. Mặt hay 3456789. Ê 4477910D6912. Các bác nghe nó ngọt không? Tiếng mic nó không khác Bayo một tí nào luôn anh em ạ. Tiếng mic không khác Bayo một tí nào luôn, mà hát còn cảm giác nó có độ nhẹ hơn cả Bayo luôn anh em. Tiếng rất hay luôn. Đấy, mà giá thì cực kỳ là rẻ luôn. Đấy, em xin phép báo giá luôn để cho các bác đỡ giật mình. Con này em để cho bác giá là 1.600.000 các bác nhá. 1.600.000. Bao ship toàn quốc cho anh em. Bao ship toàn quốc cho anh em và sản phẩm đã được bảo hành 3 tháng lỗi đổi các bác nhá. Bao ship toàn quốc cho anh em. Đấy, tặng đầy đủ hết phụ kiện cho anh em. Con này thì không có tai bắt tủ máy, bởi vì là mặt nhôm nguyên khối liền tai bắt tủ rồi thì em sẽ không tặng kèm tai bắt tủ nữa. Đấy, các bác lưu ý nhá, không tặng kèm tai bắt tủ với những dòng mặt nhôm nguyên khối như thế này. Với những dòng mặt nguồn nguyên khối và nó liền cả tay bắt tủ này thì em tặng về để các bác chỉ có cân sắt vụn thôi. Đấy, đúng không các bác? Đấy, con này thì các bác đặt lên dàn tủ máy phát là nó y chang rồi. Nó giống như dòng BFG11 này, giống y chang luôn rồi. Đấy, từ cái thiết kế các thứ nó dành làm rất là khá là giống luôn các bác nhá. Đấy, con này thì toàn bộ dâu quăng teng là zin hết. Đấy, dâu nguồn zin hết các bác nhá. Đấy, chân tay zin hết, đết 2020. Anh em lưu ý là đết 2020. Đấy. Con này là da cá của nó anh em nhá, không phải là thay vỏ mới đâu anh em nhá. Da cá của nó tất cả còn đuôi nhựa, đuôi nhớt các thứ còn đầy đủ. Có thỉnh thoảng có một cái nó hơi bị có vết sức sức một tí thì anh em phải thông cảm, nó là mic bãi kiểu gì nó cũng qua sử dụng rồi. Đấy, ok chưa? Và tất cả lễ pin ruột nhựa thì em đã kiểm tra là không bị gãy lễ pin các bác nhá. Đấy, không bị gãy lễ pin. Hàng nó đếp rất là cao rồi. Đấy, các bác chơi cực kỳ an tâm mà giá nó rất rẻ. 1.600.000. Bao ship đầy đủ phụ kiện cho anh em. Đấy, và sản phẩm được bảo hành 3 tháng nhá. Giá phụ kiện bên em là phụ kiện xịn như thế này anh em nhá. Anh em tránh các bác đi mua hàng bây giờ nhiều đơn vị người ta vẫn tặng cho các bác mỗi cái chống lăn bên trên này trị giá có 2.000 3.000 bạc một cái. Đấy, anh em đi quy so sánh phụ kiện của bọn em này đã mấy chục nghìn rồi. Đấy. Nhưng mà khi các bác mua cả một bộ mic nhờ các bác thêm được mấy chục nghìn nữa, các bác được một cái combo chống lăn chống sốc như thế này, dùng vừa an toàn vừa đẹp cho cái tai mic của mình và nó bảo vệ cho cái tai mic của mình, nó chống sức rất là cao các bác nhá. Thì các bác bây giờ đi mua hàng so sánh về giá, nhiều khi người ta bán còn cao hơn cả bên em. Sau đó người ta tặng cho các bác mỗi cái chống lăn bên trên này, nhìn những cái chống lăn gọi là 2.000 bạc cách đây khoảng 4 năm em bán. Thời bây giờ là em bán là nó chưa có cái bộ chống lăn như thế này. Đấy, thì em mới phải lắp theo thị trường. Còn cách đây khoảng 3-4 năm là em đã toàn bộ sử dụng cái chống lăn như thế này rồi. Nhập cao hơn vài chục nghìn so với người ta, nhưng mà bán giá cả mic của bên em thì luôn luôn nó vẫn rẻ, và khẳng định với anh em là gần như là bao ổn định giá nhất thị trường. Đấy, vì bên em làm em giao cho cả anh em thợ, em làm em đẩy số lượng. Đấy, bộ mic này giá chỉ có 1.600.000 nhá. Bác nào chốt liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378 030 730 các bác nhá. Đấy, hoặc các bác có thể liên hệ đến tại cửa hàng của em tại xóm Chùa, Liên Sơn, Tân Yên, Bắc Giang để thử mic các bác nhá. Đấy, dòng này thì bao cho anh em tiếng hay, chống rú rít cực kỳ là tốt. Nó không phải là hàng, không phải là có vỉ chống hú các bác nhá. Đấy, cho nên anh em đừng mà nói là nó chống hú, mà nó là giảm cái mic mà nó tốt, độ nhạy nó cao, mà cái giải tần nó tốt thì nó sẽ giảm rú rít cực kỳ là tốt trên một cùng một bộ dàn. Ví dụ các bác mà lắp cái côn mới vào đây phát biết ngay, các bác mà lắp cái côn mới vào phát để cùng tất cả mọi thứ cùng âm lượng này, cái này không rú rít nhưng mà cái côn mới nó sẽ rú rít anh em nhá. Đấy, hôm trước các bác vừa mua bộ K890 của bên em về, bảo sao của anh cũng là bay ơ mà tiếng mic của anh nhìn rất là giống côn của em mà sao mic của anh nó nặng thế. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái côn mới 340.000. Đấy, anh em nhìn không phân biệt được côn mới hay côn bãi. Cái côn mic 340.000 nó khác. Đấy. Và cái côn mic mà 300-400.000 nó khác anh em ạ. Nhiều khi các bác so sánh hàng bên em bán ra là bao côn zin anh em nhé. Từ bay ơ bay ớt các thứ em đã nói trình bày cho bác cho một video rồi. Nhà em tất cả những cái đơn vị nào mà bóc côn mới ra, bóc côn bãi ra để bán, lắp côn mới vào để bán lấy lợi nhuận cao ấy, thì là bên em sẽ thu lại hết. Em nói có sách máy có chứng đây.
tất cả củ K18 của em đây, toàn bộ củ bãi đây. Em tháo từ những cái đơn vị mà người ta bán là lấy, em không chia sẻ là đơn vị nào cả. Như đây tất cả là củ bãi, củ bay K, củ K18 neo của nhà em thu lại của tất cả những cái đơn vị mà người ta bán côn đây. Và củ này là củ K18, hàng của bóc máy của K890 xịn anh em nhé. Đấy, hàng bóc máy của K890 đây, người ta đóng gói cho em đây. Người vẫn còn đây. Đấy, người ta đóng gói cho em đây. Đây. Đấy, vẫn còn đóng gói đây. Người ta đóng gói gửi về cho em đây. Đấy, chứ không giấu giếm các bác một tí gì cả. Đây là em đi thu. Đấy, một số đơn vị người ta bóc cái củ này ra người ta bán cho bọn em. Đấy, giá cao, sau đó người ta đi lắp cái côn 30-40 nghìn vào để người ta bán. Lấy lợi nhuận cao hơn. Đấy, nguyên cái tiền côn người ta đã lợi nhuận khoảng đôi 300 nghìn rồi. Sau đó cái bộ mic người ta bán không bị mất giá đồng nào cả. Nhiều các bác mua nghĩ rằng là mình mua được hàng côn zin, nhưng không phải các bác nhá. Anh em cứ thử mic của như bên nhà em đi thì biết. Cái côn, cái củ zin của nhà em nó khác hẳn với cái củ mới của các bác mua, nhìn rất là giống. Nhìn rất là giống. Nhưng mà anh em biết thì nó sẽ không giống. Các bác không biết thì nhìn nó sẽ rất là giống. Như các bác, như bọn em làm thợ thì bọn em nhìn phát là biết. Bọn em làm nghề bọn em nhìn là biết côn mới hay là côn bãi. Nhưng mà các bác thì nhìn thì nhiều khi không biết được. Đấy. Rồi ok, bác nào mà chốt bộ mic này các bác liên hệ trực tiếp bên em các bác nhá. Bao cho anh em, không hay các bác cứ gửi lại cho em. Anh em làm sự kiện nhỏ, làm các cái kẹo kéo nhỏ, chương trình nhỏ, hoặc các bác làm phòng hát, các bác chơi gia đình thì em bao phê bao hay các bác nhá. Ok chưa? Rồi bác nào mà chốt thì cứ liên hệ cho bên em nhá. Rồi anh em đang xem được thì video này thì tặng cho em xin một nút like các bác nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh cho em xin một lượt đăng ký kênh và bấm nút chuông để theo dõi các sản phẩm của bên em các bác nhá. Xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.